Mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong buổi cuối cùng, buổi của ngày thứ 7 trong chuỗi bài tập yoga 7 ngày chữa đau cổ, vai, gáy, khó ngủ, mất ngủ và rối loạn tiền đình. Mỗi buổi tập chỉ có 30 phút nhưng toàn bộ những kiến thức Kim Toàn đã gói gọn lại, các bạn chỉ cần thực hành và làm theo thường xuyên, lặp đi lặp lại cái liệu trình này và các bạn từ từ đón nhận những cái kết quả thay đổi chắc chắn sẽ là rất tích cực. Tuy nhiên thì toàn bộ những cái lượng kiến thức đặc biệt có hữu ích và quan trọng lại không nằm ở trong tư thế động tác mà là các lý thuyết Kim Toàn chia sẻ với các bạn nhé. Rồi, sau đây chúng ta cùng tập tiếp nhé. Đan 10 ngón tay vào nhau, nâng cao cái bả vai của mình lên, rút dài cuộc sống của mình lên, nắc nư nhẹ nhàng một chút. Trong tất cả các cái chuỗi bài tập khác nhau của Kim Toàn, nếu như các bạn là những người mới tập với Kim Toàn thì có lẽ đây là cái duyên mở với chúng ta. Tuy nhiên để có thể nắm vững và hiểu đầy đủ chi tiết hơn thì mong sao các bạn ở cùng với Kim Toàn, tập luyện cùng với Kim Toàn mỗi bài tập, mỗi liệu trình khoảng một vài ba buổi tập để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và từ đó các bạn đo lường được cái sự hiệu quả mà thông qua các cái video Kim Toàn chia sẻ với các bạn. Toàn bộ những cái video, kiến thức, chuyên môn mà Kim Toàn đưa lên video toàn là những kiến thức mà Kim Toàn đã lao động, làm việc hàng ngày từ thực tế nhé, chứ không phải là ba cái video tào lao, năm ba động tác giải quyết được một cái vấn đề gì đó. Kim Toàn là một người có cái vị thế xã hội, có chuyên môn và toàn bộ những chuyên môn đó đã chứng thực trong một thời gian rất là dài. Hiện tại Kim Toàn đã và đang làm việc thường xuyên với bộ môn yoga và nó không chỉ đơn giản là cái công việc hàng ngày nữa, mà còn là cái niềm đam mê mà Kim Toàn mong muốn chia sẻ tới cộng đồng. Có thể nhiều năm nữa thì Kim Toàn không còn sức khỏe để làm cái công việc này nữa. Tuy nhiên thì những cái điều Kim Toàn đang chia sẻ với cộng đồng sẽ cũng có rất nhiều bạn nhé vẫn tiếp tục yêu mến và trải nghiệm, chiêm nghiệm được từ những cái dòng Jin Yoga, từ những dòng yoga khác nhau và đặc biệt là dòng Jin Yoga. Và có lẽ các bạn ấy vẫn tiếp tục chia sẻ những kiến thức từ dòng Jin Yoga để giúp cho cộng đồng khỏe mạnh hơn, năng lượng hơn và đặc biệt là xử lý các cái vấn đề mà các bạn mắc phải bằng một cái nguồn lực nhỏ xíu, cực kỳ nhỏ. Thôi buông tay của mình xuống, với dài tay sang hai bên nhé, xoay căng cái cổ của mình sang vai trái và hơi cúi nhẹ đầu xuống một chút xíu. Có lẽ thì tất cả chúng ta đều ít nhiều có những cái trải nghiệm sống và cảm thấy dễ chịu hoặc mệt mỏi với những cách sống mà mình đã và đang làm. Cũng có thể các bạn làm nhiều và quen thuộc quá và cũng chẳng thấy mệt gì cả. Có lẽ là một lượng rất là lớn mọi người đều đã và đang làm như vậy, nhưng cũng có một lượng rất là lớn mọi người cảm thấy rằng là rất mệt, rất mỏi, rất uể oải và không muốn làm theo cách cũ nữa và tìm đến những cái giải pháp khác. Và chắc chắn nhé, các bạn muốn có một cái kết quả khác thì buộc phải làm theo một cách khác. Và yoga là một cái công cụ rất là đơn giản để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình, thay đổi cái kết quả tệ cũ của mình, chuyển sang một cái kết quả mới tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn. Thật tĩnh nhá, mỗi động tác thì chúng ta đều biết rằng là giữ tầm khoảng 70-80% sức của mình và thật là tĩnh. Các bạn càng giữ tĩnh thì chúng ta càng cảm thọ và càng kiên định hơn trong tư thế. Về lâu về dài, cứ ngày 1, ngày 2, tháng 1, tháng 2, năm 1, năm 2 thì càng ngày chúng ta càng lắng nghe được các cái bộ phận chi tiết trong cơ thể của mình một cách rõ ràng hơn, chính và chuẩn xác hơn. Từ đó thì bộ não của chúng ta sẽ phát hiện ra ở những cái vị trí đó thuộc cái thứ tự ưu tiên xử lý nâng cấp nhiều hay ít. Và chắc chắn là tất cả những cái nguồn thức ăn tốt, dinh dưỡng, thực phẩm bao gồm cả thuốc sẽ được chuyển vào những cái vị trí thuộc thứ tự ưu tiên đó để giúp các bạn phục hồi thật nhanh cái vấn đề của mình, đúng không? Thôi chậm rãi buông lỏng đôi bên thật đùng đỉnh nhá. Có lẽ thì có một số bạn tập cùng với Kim Toàn ở các liệu trình khác nhau, nhiều khi các bạn cứ bảo rằng là thực sự là có nhiều bạn bảo như vậy đấy,
Kim Toàn ơi, Kim Toàn nói sang những cái chuyện khác đi. Cứ nói nhiều vào bệnh tật quá, nghe nó mệt mỏi lắm, nó nhọc nhằn lắm, cuộc sống nó đã thiếu hụt năng lượng rồi. Có lẽ là các bạn chưa chạm hết thôi. Kim Toàn có rất nhiều các cái chuyên môn khác và các cái kiến thức khác, chia sẻ các góc cạnh khác nhau, chứ không riêng gì về sức khỏe và bệnh tật đâu nhé. Bao gồm cả béo thì giảm cân, gầy thì tăng cân, bệnh gút thì có cách chữa và ăn để chữa bệnh gút, bệnh tiểu đường cũng vậy, các cái bệnh xương khớp, đau dạ dày, và cũng có cả những cái cách để nâng cấp cái chất lượng cảm xúc của mình lên, bao gồm có các bài tập liên quan đến kích hoạt các cái luân xa và các cái bài tập bài học có kèm với kiến thức để giúp chúng ta có thể tự vui được, tự hạnh phúc được, tự hài lòng với cuộc sống của mình được mà không cần phải tha lực từ phía ngoài. Thì cũng giống như nhà Phật, Kim Toàn thì không phải là một người tu hành mà chỉ là một người thích, cũng như là cảm thấy rằng các cái kiến thức và các cái giới luật của đạo Phật rất là phù hợp với dòng Jinuga và cũng rất phù hợp với cái lối sống mà Kim Toàn đang sử dụng. Và Kim Toàn cảm nhận thấy rằng là đúng là hầu hết mọi người đều tha lực từ phía ngoài về để giúp cho cuộc sống của mình tốt và dễ chịu hơn. Tuy nhiên đúng là chúng ta đang tìm cái sướng để thoát cái khổ, có đúng không? Nhưng chúng ta không bao giờ tìm cái nguyên nhân gây ra cái khổ rõ ràng nhé. Tại sao chúng ta khổ? Ví dụ cụ thể như là cái bệnh mà chúng ta đang mắc phải là khó ngủ, mất ngủ. Các bạn chỉ tìm các cái giải pháp để xử lý, để đem cái cảm giác vui vẻ, dễ chịu, để thoát khỏi cái cảm giác khổ đó, có đúng không? Giúp các bạn khỏi bệnh thì có nghĩa là sướng rồi. Thôi buông quay lại, đan 10 ngón tay vào nhau, bẻ cong cuộc sống về trước, động tác rất là quen thuộc đúng không? Căng nhá. Rõ ràng là chúng ta tìm rất là nhiều giải pháp, trong đó có cả giải pháp của yoga để giúp các bạn thoát khổ, có đúng không? Có nghĩa là tìm lại cái sự thoải mái, dễ chịu và sung sướng, dễ ngủ hơn, không bị đau mỏi, không bị choáng váng, không bị căng thẳng và mệt mỏi. Rồi, nhưng chúng ta chẳng bao giờ tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta khổ. Thì cái điều này rất là thú vị. Nếu như các bạn đi tìm các cái công cụ mà giúp các bạn thoát khổ thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tốn tiền, tốn thời gian, tốn nguồn lực. Và để có tiền, có thời gian, có nguồn lực thì chắc chắn là các bạn phải trả giá, có đúng không? Nhưng ngược lại với điều đó đấy, thì chúng ta đi tìm ra cái nguyên nhân của khổ và chúng ta thay đổi cái nguyên nhân đó thì tự động khổ của chúng ta sẽ tự động nhé, đổi thành sướng, hoặc là bớt khổ, hoặc có thể là diệt khổ. Tuyệt vời không ạ? Thì cũng giống như bệnh tiểu đường, chỉ cần các bạn thay đổi cái chế độ ăn của mình, hạn chế và bỏ những cái loại đường gây ra bệnh tiểu đường thì tự khắc chúng ta sẽ khỏi bệnh tiểu đường, thay vì chúng ta phải tiêm insulin vào người, có đúng không? Thì cũng giống như các cái bệnh liên quan đến dạ dày, hỏng dạ dày hoặc đau bao tử, thì các bạn có thấy rằng là tại sao chúng ta lại bao tử? Ví dụ như bây giờ có rất nhiều trẻ là rất thích uống cái nước Milo đấy, cái nước Mino mà đóng vào những cái lon, những cái hộp giấy đấy, nó thơm, ngon và dễ chịu. Nhưng đối với những người đau dạ dày đấy, mà các bạn không có kiến thức mà các bạn lại thích cứ uống cái nước đó, vậy thì rõ ràng các bạn sẽ bị đau dạ dày nặng hơn, thậm chí là còn bị khuẩn HP. Và khuẩn HP thì phải điều trị mất vài tháng mà chúng ta lại không biết, chúng ta lại vẫn tiếp tục uống cái nước Mino đó vào người, và chúng ta lại bị lại một lần thứ hai. Lần thứ hai thì chúng ta lại chữa trị mất vài tháng, và cứ như vậy lặp đi lặp lại một vài lần thì tình trạng của chúng ta sẽ không dừng lại là nhiễm khuẩn HP nữa, mà chuyển sang có thể là ung thư dạ dày. Vậy thì cái việc mà chúng ta đi tìm cách thoát khổ nó có hiệu quả bằng cái việc chúng ta tìm ra nguyên nhân của cái khổ không? Ở đây thì có lẽ có rất nhiều bạn đồng ý với cái kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ, nhưng cũng có rất nhiều bạn bảo rằng thấy nó nhiều quá, đau đầu quá, tôi đang mệt, ù tai hoa mắt, tôi chẳng muốn nghe gì đâu. Các bạn quên mất điều rằng là chúng ta có vấn đề, và cái vấn đề của chúng ta thì chúng ta phải dùng tất cả các nguồn lực, các giải pháp và các công cụ khác nhau để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Thôi buông tay. Rồi, chống tay trái của mình sang ngang, vươn căng người sang bên trái nhé, căng. Để tránh cái tình trạng là tình trạng của chúng ta bị tăng nặng, có đúng không?
Giả thiết như bây giờ các bạn mới có mắc nợ khoảng tầm 100 triệu thôi. Giả thiết nhé. Thì các bạn xử lý 100 triệu không quá khó, hoặc là khó nhưng không thể không làm được. Cùng lắm thì chúng ta thông báo vỡ nợ bằng 100 triệu thì chắc là mọi người ta cũng không quá mệt mỏi và dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Có đúng không? Khi nào có thì mình trả. Nhưng có thể là nhiều lý do hoặc là nguyên nhân, con số nợ của chúng ta có thể là tăng lên cả 100 tỷ. Vậy thì rất là khó để có thể giải quyết được vấn đề. Và cuối cùng thì càng giải quyết được càng sớm thì cái cục nợ trong người chúng ta nó sẽ càng nhẹ nhàng và ra đi sớm. Cũng giống như bệnh tật cũng vậy. Các bạn đang phát hiện ra cái tình trạng đau cổ vai gáy của mình, nó chỉ ở mức độ rất là nhẹ, thi thoảng cảm thấy nó choáng choáng cái đầu, nó ù cái tai và hơi khó ngủ, đúng không? Và đứng lên ngồi xuống thì thấy hoa mắt chóng mặt, hoặc cùng nắm thì rất là đau ở vai gáy. Vậy thì các bạn xử lý sớm đi, tập cùng với Kim Toàn càng sớm càng tốt, đúng không? Để cái tình trạng của các bạn nhanh chóng đỡ và khỏi hẳn, tránh cái tình trạng là để đến cái ngưỡng mà mắt nó mờ hẳn đi, đau đến ngưỡng độ mà tê cả cánh tay và bàn tay, ngón tay, đồng thời là không ngủ được. Vậy thì đúng thực sự là các bạn không đủ kiến thức để yêu thương và vận hành chính cái cơ thể của mình, thì lấy đâu ra tư cách mà chăm sóc người khác, có đúng không? Mọi sự lo lắng của các bạn hay là sự quan tâm của các bạn dành cho người khác, nó chỉ là cảm xúc thôi và không truyền tải được thành con số cụ thể, có đúng không? Rồi, đặt tay, đổi bên, vươn. Kim Toàn năm nay là 43 tuổi, cũng có gia đình, cũng có vợ con. Và toàn bộ những cái trải nghiệm của Kim Toàn đi kèm với chiêm nghiệm và kinh nghiệm của rất nhiều học viên của Kim Toàn, Kim Toàn đã đúc kết thành những cái video. Các bạn có thấy rằng là có cái màu sắc riêng không? Không giống ai cả. Không phải là Kim Toàn muốn cái sự khác biệt để không giống ai, mà Kim Toàn lồng ghép các cái trải nghiệm sống của mình, những cái kinh nghiệm mà bản thân mình đã trả giá cùng với nhiều học viên của mình, kể lại cho các bạn giống như là nghe một câu chuyện thôi. Và chúng ta có một cái góc nhìn khác, có một cái góc nhìn khác nhé. Giả thiết như bây giờ các bạn đang nhìn cái vấn đề của các bạn theo cái kiến thức và góc nhìn của các bạn, bây giờ đây thì các bạn biết thêm một chút cái câu chuyện mà Kim Toàn chia sẻ, vậy thì các bạn sẽ có thêm một cái góc nhìn khác, có thêm một chút kiến thức khác. Cũng giống như là khi các bạn chưa gặp bác sĩ thì các bạn chỉ biết rằng là đau cổ vai gáy thôi, nhưng sau khi gặp bác sĩ rồi thì các bạn sẽ biết ra những cái nguyên nhân tại sao dẫn tới đau cổ vai gáy. Và khi gặp Kim Toàn thì các bạn tìm ra những cái nguyên nhân gốc rễ xảy ra ở trong quá khứ, dẫn tới ngày 1, ngày 2, tháng 1, tháng 2, năm 1, năm 2, từ nhiều cái nguyên nhân nhỏ tạo thành một cái quả, và từ một quả có thể tạo thành nhiều nhân nhỏ, và nhiều nhân nhỏ lại có thể tạo thành một hoặc nhiều quả, và nhiều quả lại tạo thành một cái nguyên nhân. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng thì có lẽ là 1, 2, thậm chí là 30 năm sau, chúng ta mới bị đau vai gáy dẫn tới mất ngủ và rối loạn thần kinh thực vật. Các bạn có thấy rằng là kiến thức nó là một cái thứ gì đó rất là tuyệt vời, rất là xứng đáng để chúng ta nghiên cứu và học hỏi. Hàng ngày chúng ta vẫn luôn luôn động viên con cháu của mình, con hãy học đi, học thì sau này cuộc sống nó sẽ đỡ nhọc nhằn và đỡ vất vả, đỡ khổ. Đúng là chúng ta không có học, chính vì không học, ít học cho nên chúng ta mới mong muốn con cái mình học, có đúng không? Chứ còn chúng ta mà chăm chỉ chịu khó học nhá, thì chúng ta cũng không quá dục dã con cái mình học đâu, có đúng không? Và xã hội bây giờ thì đúng là như vậy đấy. Có lẽ thì chúng ta đều no và bất an về cái gì nhỉ? Cái cuộc sống của mình. Và chúng ta mong muốn rằng con cái mình học nhiều hơn một chút để sau này đỡ khó khăn, mệt mỏi và căng thẳng với chúng ta. Tuy nhiên thì cái phần thân xác và linh hồn của mình thì không ai giúp được mình đâu. Tự mình phải tự lực thôi. Còn tiền bạc thì đúng là có rất nhiều cách. Rồi, đặt nên dựng cái chân trái này. Thì bạn người rất là quen thuộc đúng không? Chúng ta trái về sau. Rồi, vặn, xoay căng cổ và toàn thân của mình về phía vai phải. Khóa chắc và khóa thật tĩnh nhé. Càng chặt chẽ bao nhiêu
thì cái cơn tê nó tới càng nhanh và hiệu quả nó sẽ càng lớn. Các bạn hình dung này, các đốt sống cổ của chúng ta khi mà bị cúi gập phía trước trong một thời gian quá dài, do là các bạn lao động làm việc sai cách, do là các bạn học tập sai cách, vui chơi giải trí sai cách, đó toàn là những cái nghiệp ở trong quá khứ thôi, có đúng không? Dẫn tới cái nguyên nhân đầu tiên là cơ bắp của các bạn bị khô, bị chai lại. Cái gáy của chúng ta nó cứng như là gót chân đấy, chứ thịt nó không mềm như là môi với má của chúng ta, đúng không? Nó cứng như vậy. Và lâu dần dẫn tới là bị lão hóa cơ. Và khi lão hóa cơ thì thịt đã bị khô, bị chai, và mạch máu dây thần kinh cũng tương tự. Và máu huyết thì không lưu thông, mà cứ ách tắc ở đâu, máu huyết không lưu thông ở đâu thì bệnh tật phát sinh ở đó. Đấy là công thức cứng nhé. Mà trong khi đó thì ai cũng biết điều đó, nhưng chúng ta lại không biết điều đó. Hoặc là chủ quan, mải vui, ham chơi. Ban đầu thì có thể là đau nhẹ nhẹ, sau đó thì mình nghỉ ngơi một vài ba hôm thì thấy nó dịu bớt đi. Dịu bớt đi thì chúng ta lại nghĩ rằng chắc là nó khỏi rồi, cũng không cần thiết về để tâm nhiều quá, mình vẫn còn khỏe mà, đúng không? Sau một thời gian thì có lẽ các bạn lại bị lại. Và bị lại thì có thể nó cũng chỉ tương tự như vậy thôi, hoặc nó nặng hơn một chút và chúng ta ý thức hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì cứ mỗi lần bị đi bị lại như vậy thì cái tình trạng của chúng ta nó sẽ trở dần thành mãn tính. Và mãn tính thì nó giống như là cái vết sẹo trên da thịt của chúng ta đấy. Nó mất đi cái độ đàn hồi và mất đi cái sự nhạy cảm. Vậy thì rõ ràng là máu huyết không thể lưu thông được qua đó dễ dàng và đầy đủ nữa. Thì có lẽ là khi các bạn còn khỏe, hoặc là tất cả các bộ phận trong cơ thể của các bạn khá là tốt, tốt nhá, và cái tình trạng sức khỏe đó nó không quá nhiều ảnh hưởng tới toàn bộ các cái bộ phận còn lại. Nhưng chắc chắn là đến một cái thời điểm nào đó thì cơ thể của chúng ta sẽ xuống cấp. Và xuống cấp thì dậu đổ bìm neo, đúng không? Thôi buông coi lại cái bàn. Đúng là dậu đổ thì bìm sẽ leo thôi. Và tất cả cái bàn đẩy cao lên nhá, gập cái đầu nhìn về phía bụng của mình. Tất cả mọi các cái vấn đề liên quan đến bệnh tật nó sẽ ùa tới cùng một lúc. Và thực sự thì đúng là do thoái hóa mỗi cái đốt sống cổ thôi, và có thể là nặng nhá, thì là dẫn tới gai đốt sống cổ, hoặc nặng nhất là thoát vị đốt sống cổ. Và rồi các bạn bị các bệnh liên quan, tuần hoàn kém, đau đầu, huyết áp tụt, choáng mắt, chóng mặt. Và rồi lại bị combo thêm cái bệnh là khó ngủ và mất ngủ, đúng không? Rồi sau đó các bạn có thể bị thêm là tai mũi họng, hoặc là viêm xoang. Rồi sau đó các bạn có thể là bị làm sao tràn dịch màng phổi, tràn dịch phổi nhé, ứ động dịch ở trong phổi. Hoặc nặng hơn một chút, các bạn có thể đã bị ung thư vòm họng. Có nghĩa là chỉ một cái bệnh nhỏ nhỏ xíu xíu thôi, chỉ là thoái hóa nhẹ cái đốt sống cổ, nhưng chúng ta chủ quan để dẫn tới là một loạt các cái bệnh nó ùa tới, và giống như bị dậu đổ bìm leo đấy. Và rồi thì chúng ta không có kiến thức, không có trí tuệ, và các bạn chỉ làm sao chữa ở phần ngọn thôi. Thì ngay sau đây Kim Toàn sẽ kể với các bạn một câu chuyện rất có thực nhé. Ngày hôm nay là ngày 12 và thứ 6 của ngày 12 tháng 4 thứ 6 năm 2024. Bây giờ đang là 17 giờ, 5 giờ chiều và là 17 giờ. Và buổi sáng của ngày hôm nay thì Kim Toàn gặp một anh bạn. Anh ấy bán giày si đấy. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thực nhé. Và Kim Toàn cam kết với các bạn là tất cả những câu chuyện Kim Toàn kể là hoàn toàn có thực. Rồi hạ xuống, hạ chân trái của mình xuống này, thế vặn người đầu bên. Rồi, căng. Tất cả những câu chuyện mà Kim Toàn chia sẻ ở trong tất cả kênh của Kim Toàn, các video toàn là những câu chuyện có thật thôi. Kim Toàn lấy từ đời sống hàng ngày do mình quan sát được, và lấy từ các lớp offline, lớp online, các lớp khác nhau, và Kim Toàn cứ kể cho lớp nọ sang lớp kia thôi. Và không phải là Kim Toàn khó tính hay là dò xét gì cả, mà cái công việc của mình như vậy, mình phải quan sát chứ, thì mình cũng có chuyện để mà kể, để có cái kinh nghiệm của những người vấp váp chia sẻ lại cho những người chưa vấp váp, hoặc vấp váp nhưng chưa đến tình trạng quá nặng, để các bạn có cái kinh nghiệm để rút ra. Và đúng là chờ đến khi chúng ta có kinh nghiệm rồi, chúng ta mới rút kinh nghiệm thì mệt mỏi lắm. Tội gì chúng ta không dùng cái cách thông minh là rút kinh nghiệm từ những người đã có kinh nghiệm, có đúng không? Trong chiến tranh thế giới hay là các cuộc chiến tranh của Tam Quốc ấy, các quốc gia khác nhau ấy, hay là những cái bộ phim Tam Quốc Chí, các bạn có thấy rằng là có rất nhiều quân sư đúng không?
họ tính toán rất là hợp lý trên các cái chiến trường. Và toàn bộ những kiến thức đó là những cái kiến thức của những người đi trước. Họ đã vấp váp và họ vận dụng rất là linh hoạt những kiến thức đó. Cũng giống như bác sĩ hay Kim Toàn cũng vậy thôi. Toàn bộ những kiến thức mà Kim Toàn có là học tập lại từ những người đã vấp váp, thậm chí là từ những người đã chết. Có đúng là yoga có vài ngàn năm rồi mà đến bây giờ vẫn còn. Vậy thì chúng ta đang sử dụng lại công cụ của những người đã chết, có đúng không? Và kinh nghiệm vấp váp của những người đã đi qua. Và đấy là cái cách rút kinh nghiệm thông minh nhất, minh mẫn nhất. Tránh cái trường hợp là chúng ta không đủ nguồn lực để mà trải nghiệm. Ai cũng thích trải nghiệm, nhưng mà trải nghiệm sức khỏe mình phải có nguồn lực mình trải nghiệm chứ. Chẳng may bây giờ nó gãy đốt sống cổ thì sao? Chẳng may bây giờ nó thoái hóa đốt sống cổ nặng nhất dẫn tới thoát vị thì sao? Chờ mới có trải nghiệm rồi mới có kinh nghiệm thì phải trả giá rất là nặng. Thì cái câu chuyện Kim Toàn chia sẻ ngay sau đây đúng là như vậy nhá. Thôi buông, quay lại tiếp tục này, thử lưỡi cùng ngồi, chúng hai lòng bàn chân vào nhau, lách người sang phải sang trái rất là quen thuộc đúng không? Rồi gặp xuống. Câu chuyện đó như sau: khi mà Kim Toàn đến thăm một anh bạn, anh bán giày si đấy, thì Kim Toàn cũng chỉ là chia sẻ thôi rằng là giày của anh rất là đẹp, thậm chí trông chả khác gì là mới cả, và giá thì rất là đẹp, giá rất là hợp lý, chỉ vài 300.000 thôi. Nhưng Kim Toàn để ý thấy rằng là đại đa phần mọi người là lựa chọn những cái đôi giày mang cái hình thức đẹp và vừa mắt của mình là chính, chứ hầu hết mọi người không bao giờ để ý tới cái mục tiêu là đi đôi giày đó để làm gì. Thì cụ thể như sau nhé, Kim Toàn cũng phân tích luôn, đó là trong các loại giày thì có 3 loại giày, có 3 loại giày nhé, trong tất cả các loại giày đều có 3 loại giày, cho dù có là giày gì đi chăng nữa, tên là gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có 3 loại giày thôi. Giày thứ nhất là giày đi bộ, giày thứ hai là giày chạy bộ, và giày thứ ba là giày chuyên dùng. Ví dụ như giày đi bộ thì các bạn chỉ để đi thôi, đi lại hàng ngày, hoặc là đi tập thể dục, đi bộ. Và giày chạy bộ thì đúng là chỉ dùng để chạy bộ, đúng không? Còn giày chuyên dùng thì có thể là giày bóng bàn, giày leo núi, hoặc là giày làm sao đạp xe đạp, hay là giày cầu lông, tennis, hoặc là giày tập yoga, có đúng không? Và trong những đôi giày đó thì giả thiết là giày đi bộ nhé, thì một ngày mà các bạn đi khoảng 10 cây số thì các bạn phải chọn được cái đế giày để giúp các bạn đi được trong 10 cây số. Các bạn đi 50 cây số thì phải sử dụng cái đôi giày có cái đế để giúp các bạn đi được 50 cây số. Các bạn muốn chạy bộ 10 cây thì đôi giày chạy bộ 10 cây. Các bạn muốn đi hoặc vừa đi vừa chạy thì các bạn lại phải đổi giày, hoặc các bạn muốn chạy 50 cây thì phải có đôi giày 50 cây, có đúng không? Và trong trường hợp các bạn bị bàn chân bẹt thì các bạn phải có những cái đôi giày hỗ trợ cho những người bị bàn chân bẹt, có đúng không? Vậy thì rõ ràng là người bán giày không có liên quan gì đến trí tuệ của đôi giày hoặc là kiến thức của đôi giày. Cũng tương tự như khi các bạn đi gặp bác sĩ cũng vậy, bác sĩ là người chữa bệnh, chứ bác sĩ có phải là người chăm sóc sức khỏe chủ động đâu. Các bạn gặp bác sĩ là chữa bệnh cho các bạn, còn gặp Kim Toàn là Kim Toàn trao cho các bạn một công cụ chủ động chăm sóc sức khỏe của mình, có đúng không? Thôi buông, nhổm dậy, tiếp tục nhá, lại khoanh chân vào nhau. Chúng ta lại lặp lại tư thế ban đầu, đan tay cao, nâng cao vai của mình lên, nắc nhẹ và vươn lên, nâng cao lên nhé. Kim Toàn không phải là bác sĩ và Kim Toàn không có cái công cụ để chữa bệnh, mà Kim Toàn là người chăm sóc sức khỏe chủ động. Có nghĩa là Kim Toàn giao cho các bạn một cái công cụ để các bạn hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình. Còn trong trường hợp các bạn cảm thấy khó tập quá, mệt mỏi quá, căng thẳng quá, thiếu động lực thì các bạn có thể nhắn tin inbox với Kim Toàn theo số điện thoại là 0845679999, đó là số Zalo của Kim Toàn. Kim Toàn chỉ chăm sóc học viên và khách hàng của mình bằng chính số Zalo của mình, không bao giờ chăm thông qua page và tin nhắn, các bạn lưu ý nhé. Và quay lại cái câu chuyện là anh ấy cũng không hiểu về đôi giày, và sau khi câu chuyện kết thúc thì anh cũng hỏi Kim Toàn rằng là: Toàn ơi, em lên trên đó xem thử cái chỗ giày của anh, thì đôi giày nào đó là đôi giày đi bộ, đôi giày chạy bộ, và đôi giày chuyên dùng, và đôi giày bàn chân mệt, đúng không? Và Kim Toàn thì không cần lên, Kim Toàn xem qua những cái trong cái trang Facebook của anh ấy, những cái đôi giày mà anh ấy đăng lên. Và Kim Toàn liệt kê ra, đây là những đôi giày bàn chân mệt, đây là những đôi giày dùng để đi bộ, chạy bộ. Và lúc đó thì anh mới nhận ra một điều rằng là, ồ, sự thực nó có cái chuyện đấy à? Thế từ trước đến giờ anh bán giày anh có biết là có cái điều đó đâu. Và rất là điều rất là thú vị là có một anh ngồi bên cạnh
cũng là anh bạn của Kim Toàn. Anh có một cháu, cháu thì năm nay học lớp 8 rồi. Cháu rất là cao to, cao hơn 1m8, cao hơn bố, cao lắm. Và cháu bị bàn chân bẹt từ rất là nhỏ, dẫn tới là cháu bị hạn chế những cái năng lực vận động. Cháu không thích tập thể dục thể thao đâu, không thích tập thể dục thể thao nhá. Rồi buông tay xuống, tiếp tục này, đan 10 ngón tay vào nhau, động tác rất là quen thuộc thôi. Lại bẻ cong cột sống về trước, lần này thì chúng ta làm sao? Cúi cái đầu của mình xuống, cao tay lên, giữ tĩnh nhá. Cúi nhẹ cái đầu của mình xuống và đẩy cao cái tay của mình lên. Và anh ấy có một cháu bị bàn chân bẹt. Và anh cũng phải ghi nhận rằng là nhờ là chơi với Kim Toàn, và thông qua cái việc là chơi với Kim Toàn mới biết được rằng là có cái kiến thức về bàn chân bẹt. Nhưng do trong quá khứ thì anh ấy không phát hiện được điều đó, anh thiếu kiến thức, dẫn tới là để chân của cháu bị bàn chân bẹt. Và cháu không thích tập luyện thể dục thể thao. Và cái điều này thì rất là thú vị nhá. Các bạn hình dung này, các bạn muốn có tiền thì các bạn phải chơi với những người thích làm kinh tế và kiếm tiền. Các bạn thích chơi, thích uống rượu thì các bạn thích làm sao? Phải chơi với những người thích chơi và thích uống rượu. Còn các bạn muốn yêu thích chăm sóc sức khỏe chủ động thì các bạn phải chơi với những người giống như Kim Toàn. Có đúng không? Chứ các bạn bây giờ lại muốn khỏe mạnh, muốn có tiền nhưng lại đi chơi với một người tu tập. Một người tu tập thì ở đây Kim Toàn có thể gọi là người tu tập, chỉ tu tập không đi, chứ không phải là gọi là tu tập làm kinh tế, mà là một người tu tập thực sự nhé. Mà những người tu tập như vậy thì họ coi cái việc là tiền bạc nó không quá quan trọng. Vậy thì lấy đâu ra mà các bạn giàu có được, đúng không? Và những người tu tập như vậy thì nhiều khi họ cũng không có kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, và họ cũng lấy đâu ra để chia sẻ cho các bạn. Vậy thì rõ ràng là các bạn muốn có điều gì thì xung quanh các bạn phải có những cái người như vậy. Các bạn muốn khỏe mạnh thì phải chơi với một vài người giống Kim Toàn, đúng không? Các bạn muốn chủ động toàn bộ cuộc sống của mình liên quan đến chất lượng cảm xúc và sức khỏe thì các bạn phải chơi với những cái chuyên gia giống như Kim Toàn, có đúng không? Rồi buông tay, tiếp tục nhá. Thật thoải mái, thật thoải mái. Đúng rồi. Với dài tay sang hai bên, lại nghiêng cái đầu của mình sang bên trái, nghiêng đấy nhá, chứ không xoay. Rồi cứ giữ tĩnh và vừa vừa thôi. Thật tĩnh nhá. Chắc chắn đấy, chỉ là thời gian ngắn hay dài thôi, các bạn sẽ thu lượm được những cái điều mình muốn. Cũng giống như câu chuyện Kim Toàn vừa kể về đôi giày đấy. Đến bản thân người bán giày mà cũng không có kiến thức về đôi giày, có đúng không? Đó, có thể là các bạn khá là tự hào về cái kiến thức chuyên môn, thậm chí là cả túi tiền của mình. Tuy nhiên thì cuộc sống nó rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều trí tuệ ở nhiều các cái khía cạnh khác nhau của đời sống. Chúng ta không thể nắm đôi tay của mình từ sáng đến tối và từ tối đến tận sáng được, có đúng không? Và có rất nhiều thứ đúng là chúng ta không thể mua và thuê được, không thể mua và thuê được nhé. Các bạn cũng quên mất điều rằng là rất hiếm người có thể tự làm được mọi việc, và cũng rất hiếm người có thể làm rất tốt cái công việc của mình. Ví dụ như bây giờ đây các bạn lựa chọn một người có kiến thức chuyên môn về yoga tốt, đúng không? Thì các bạn cũng phải tham khảo rất là nhiều nơi, thông qua bạn bè của mình, thông qua những người tập luyện, hoặc là tìm kiếm trên mạng xã hội. Các bạn may mắn thì có thể tìm được người tốt, người giỏi. Còn các bạn không may mắn thì cũng lựa chọn được những người chưa tốt, chưa giỏi. Cái kỹ năng nghề của họ còn hạn chế, cái thâm niên nghề của họ còn chưa đủ, thành ra là họ chưa có đủ cái nguồn lực và trí tuệ để giúp các bạn giải quyết được vấn đề, có đúng không? Chứ không phải là chúng ta không làm được thì đi thuê. Các bạn quên mất điều rằng là chính bản thân mình, cái ngạch chuyên môn của mình mà mình làm còn không xong việc thì người khác làm sao mà làm được, có đúng không? Và sự thực đúng là có rất nhiều người họ cực kỳ giỏi một chuyên môn và các cái chuyên môn khác họ làm được, tất nhiên là không 100%, thì cũng phải được 5-70%, đúng không? Rồi đổi bên. Và ngược lại cái điều đó đấy, thì đúng là có rất nhiều người làm một cái chuyên môn mà có lẽ là cả được cuộc đời, cả cuộc đời nhé, nhưng vẫn sai, vẫn hỏng và vẫn vất váp. Tại vì sao? Thì buổi trước Kim Toàn chia sẻ rất là nhiều rồi. Cái đầu của họ có vấn đề, cái não bộ của họ không nhận biết được tình hình thực tế nó là như thế nào, đúng không? Và cũng chẳng biết được rằng là hỏng nhiều hay hỏng ít, được nhiều hay được ít,
Ngay cả cái việc mà các bạn đang tập cùng với Kim Đoàn này, các bạn cũng không đo lường được, hoặc đại đa số mọi người đều không đo lường được nhé, là khi mới tập buổi đầu thì tình trạng sức khỏe của chúng ta nó kém, nhưng mà là kém mấy điểm. Và sau khi tập hết một liệu trình là 7 buổi thì các bạn cảm nhận thấy rằng là sức khỏe của mình tăng lên mấy phần trăm nhá. Và sau khi mà các bạn làm sao tập thành 2 liệu trình, 3 liệu trình, 4 liệu trình thì sức khỏe các bạn lại tăng lên bao nhiêu phần trăm nữa, có đúng không? Rồi buông, thoải mái này. Rồi, nâng cao tay vai của mình lên này, lắc lư ngang. Ôi, cứ lắc lư nhẹ nhàng thôi. Đến ngay cả bản thân của mình, cái chất lượng sức khỏe của mình nó đang là mấy điểm, mình cũng không tính toán và đo lường được chính xác. Chứ chưa nói tới cái việc là cảm xúc của chúng ta nó đang là mấy điểm. Vậy thì tất cả những cái sự đo lường khác ấy, nó cũng chỉ là chắc là được, hoặc là bình thường. Cũng giống như là hôm nay chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi nào đó mang tính chất là quan tâm với một ai đó. Ví dụ như là ngày hôm nay bạn thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy mọi việc của cả một ngày hôm nay, bạn cảm thấy có hài lòng không? Họ nghĩ một lát, họ bảo là bình thường. Bình thường. Thế chúng ta hỏi rằng là bình thường là sao? Họ bảo bình thường. Thế mình lại hỏi tiếp, bình thường là sao? Thì họ lại bảo bình thường là bình thường ấy mà. Họ cáu với chúng ta, đúng không? Rồi, thật thoải mái nhá. Nhích cái vai của mình xoay tròn này. Xoay tròn, đúng không? Xoay tròn, đúng không? Còn chúng ta hỏi khéo một chút, hỏi mang cái tính chất giáo dục, và hỏi một chút có trí tuệ để bắt họ phải tư duy. Giả thiết như chúng ta bảo rằng là bình thường thì ok, tôi biết rồi, bình thường. Nhưng mà ví dụ bây giờ tính theo thang điểm từ 1 đến 10 thì bình thường là 5 điểm đi. Thì bạn cứ cho, bạn tính toán lại giúp tôi một chút xíu. Đối với tất cả mọi sự vật, sự việc trong cả một ngày hôm nay thì bạn tính xem bạn được khoảng mấy điểm. Ví dụ như 1 điểm là rất là kém và 10 điểm rất là tuyệt vời. Thì lúc đó họ có thể là chia nhỏ ra. Hôm nay thì sức khỏe cảm thấy được 5 điểm, bình thường. Nhưng về cảm xúc thì cảm thấy rất là tốt, đúng không? Rất là vui. Thế về tiền bạc thì sao? Tiền bạc thì cảm thấy rất là tệ. Ngày hôm nay mất một vài thứ và cảm thấy chỉ được khoảng 2 điểm thôi. Vậy thì bình thường ở đây nó phải có con số cụ thể và vào một cái việc gì đó cụ thể, chứ không phải là bình thường nhá. Rồi, bài tập đến đây là kết thúc ở đây và liệu trình cũng kết thúc ở đây. Nếu như các bạn cần Kim Toàn giúp đỡ một điều gì đó thì các bạn cứ nhắn tin vào inbox của Kim Toàn. Kim Toàn có rất nhiều các cái giải pháp để giúp các bạn xử lý cái vấn đề đau mỏi cổ vai gáy. Và đặc biệt ở đây này, chính là cái gối cao su non. Và Kim Toàn có thể ship cũng như là hỗ trợ các bạn mua được chiếc gối đó để giúp các bạn có một cái giấc ngủ rất là ngon, dễ chịu, để có thể làm sao nhỉ? Hồi phục lại được những gì mà chúng ta đã mất. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái chuỗi video, những cái liệu trình tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé.